Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Bác đang giới thiệu các một mẫu touring có giảm sóc của hãng Forever với tông màu ghi xám rất là khỏe xe. Xe có độ mới của rất là mới. Dành cho bác yêu thích những dòng xe touring có giảm sóc tay ngang. Lần này em về một chiếc đây. Model Forever tông màu ghi xám. Và bây giờ xin mời các bác giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái mẫu touring Forever có giảm sóc model P4. Tông màu chủ đạo là tông màu ghi xám, điểm chỉ xanh và trắng trên khung xe. Rất nhiều các bác hỏi em về cái mẫu touring có giảm sóc thì lại về một chiếc. Khung nhôm. Dòng touring có giảm sóc nữa. Khung nhôm aluminum alloy. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Forever. Nguyên bản theo xe ghi đông cổ phốt đều của chính hãng của bản Forever. Tay nắm cao su đúc xanh đen. Xe sử dụng với 9 tầng lip chính hãng của Shimano Antuk. Cụm phanh chất là cụm phanh đĩa. Phanh đĩa bên phải em là trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Antuk. Và cụm phanh sau sử dụng cụm phanh đĩa chính hãng của Shimano. Và thì mẫu touring này được trang bị thêm cụm giảm sóc phía đằng trước, giúp cho bác đi rất là êm tay trên những cái cung đường xấu. Giảm sóc chính hãng của Forever với càng phía đằng trước. Sử dụng với vành nhôm may ưu chính hãng của Forever tông màu xanh đen. Vành nhôm Forever được gọi là vành đĩa hay vành đổ đấy, giúp cho xe chuyển động tốt hơn, hoạt động là bon hơn nguyên bản theo xe. Lốp còn rất là mới. Bề mặt lốp của xe này cũng rất là mới, người chủ cũ đi rất là ít xe. Sử dụng với cụm phanh chính hãng của Shimano. Phanh đĩa Shimano. Cọc yên nhôm chính hãng của Forever. Yên bản to, cao su, silicon, ngồi rất là êm. Của hãng là Chromin. Yên này các bác ngồi yên tâm được thoải mái không nhá. Yên rất là dày và êm. Rất ít khi về những chiếc yên dòng xe dòng to như vậy. Gạt đĩa của Shimano Acera. Mùi đĩa Chromin. 3 tầng đĩa. Củ đèn sau củ đèn chính hãng của Shimano Tuley. Trang bị với 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. May cho chính hãng của Forever. Vành nhôm chính hãng của Forever. Lốp trước và lốp sau là nguyên bản theo xe. Lốp còn rất là mới đây, nó nhìn rõ đấy. Phanh đĩa chính hãng của Shimano. Và bây giờ xin tôi cho bác đứng của khung xe. Vâng, cho bác đứng của khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size 52. 53. Thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời anh chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 9 tầng lip, lên lip thôi. Lốp chân chùi mượt mà. Chùi lip, sử dụng với tấu hình full Shimano. Bên phải em là 3 tầng đĩa.
đặt đĩa Simalo Acera, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, thịt lợn rất là ngon luôn nhá. Xe Forever khung nhôm, giảm sóc hơ, giảm sóc dầu, tông màu thủ đạo, tông màu ghi xám, rất là khỏe xe, dành cho bác yêu thích cái dòng touring mà có sóc phía đằng trước thì rất là êm tay. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe touring Forever, giảm sóc đằng trước, giảm sóc dầu, trang bị với full group Shimano. Và xe giá tốt nhất anh em là 5.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương trình mai.